Xin chào các bạn, hôm nay mình xin giới thiệu các bạn trận đấu rất hay của nữ tướng Đường Đan lúc cô 12 tuổi và đại sư Cang Thâu Anh của Trung Quốc. Trận này thì Cang Thâu Anh cầm đỏ đen tiên, còn Đường Đan cầm đen thủ hậu, trận đánh rất là hấp dẫn mà bạn thích.将军。
将军。将军。将军。将军。将军。Chơi đến đây, mắc xe và sắc cục, Cang Thao Anh đã buông cờ nhận thua. Video của mình xin kết thúc ở đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu các bạn thích, bạn đừng quên bấm đăng ký, bấm chuông. Mình sẽ tìm video hay nhất và mới nhất để phục vụ các bạn. Xin cảm ơn các bạn. Xin chào các bạn ở đây và hẹn các bạn ở video sau.